Từ ngày 28 tháng 5, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ được bán mang về và thanh toán trực tuyến. Nội dung này có trong văn bản khẩn đưa ra trong ngày 28 tháng 5 về tăng cường triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19. 4 băng nhóm chuyên giàn cảnh và quẹt xe để móc túi, lấy giỏ sách người đi đường vừa bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá sau hơn một năm theo vết. Mọi hành vi cung cấp, phát tán thông tin tài khoản, sao kê tài khoản của cá nhân tổ chức mở tài khoản tại ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác thì được xem là hành vi vi phạm quy định của pháp luật. Chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình nóng hôm nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng trà thanh nhiệt Dr. Thanh. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, 29 tháng 5 như thường lệ là chung một điểm tin. Trong văn bản khẩn về tăng cường triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28 tháng 5, yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tuyệt đối không phục vụ tại chỗ, chỉ phục vụ hình thức bán mang về, đặt hàng và thanh toán trực tuyến. Đối với các cơ sở chế biến thức ăn, bao gồm cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín, cơ sở chế biến suất ăn sẵn, căng tin và bếp ăn tập thể, thực hiện theo hướng dẫn của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố. Riêng đối với nhà hàng trong khách sạn, được phép phục vụ tại chỗ cho khách lưu trú tại khách sạn. Tuy nhiên, phải bố trí chỗ ngồi thông thoáng, đảm bảo giãn cách giữa hai người là từ 2 mét trở lên, không phục vụ quá 20 người cùng một thời điểm. Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động lễ hội, tập trung từ 10 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Thời gian áp dụng các nội dung trên bắt đầu từ ngày 28 tháng 5 cho đến khi có thông báo mới. Cũng theo văn bản này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu hệ thống bệnh viện, phòng khám cảnh giác cao nhất đối với dịch bệnh. Sở Y tế phải chủ động hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức phân luồng khám chữa bệnh tại các bệnh viện, phòng khám, việc mua bán thuốc tại các nhà thuốc trên địa bàn thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ sở liên quan ra soát, kiểm tra, đảm bảo việc tổ chức các kỳ thi cuối cấp an toàn, đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh. Sau hơn một năm theo vết, đội 3 và đội 7 phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá 4 băng nhóm chuyên giàn cảnh và quẹt xe để móc túi lấy giỏ sách người đi đường. Đây là các băng nhóm rất có kinh nghiệm che giấu tung tích, đối phó công an nên trinh sát phải mất nhiều thời gian để nhận diện từng thành viên các băng nhóm. Sáng ngày 12 tháng 4, băng nhóm 7 thành viên của Sơn Ba Sụi và Kim Tiền tụ họp chuẩn bị ra tay thì bị trinh sát đội 3 ập đến khống chế tại giao lộ Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm này thực hiện ít nhất 8 vụ giàn cảnh móc túi khắp Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm mà chúng ra tay trong khoảng 4 đến 5 giờ sáng và 9 đến 10 giờ sáng. Trước đó, trinh sát đội 3 mật phục bắt quả tang nhóm 5 người giàn cảnh móc túi ở giao lộ Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, phường 11, quận 5 do Trần Thanh Hùng cầm đầu. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 4 băng giàn cảnh móc túi bị công an phá giã. Bộ Công an đang đăng tải và lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy và phòng chống bạo lực gia đình. Dự kiến, nghị định mới sẽ thay thế nghị định 167/2013 quy định cùng về các nội dung nêu trên. Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với các hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục, khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng. Nghị định 167/2013 hiện hành quy định phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với các hành vi có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác. Mức phạt trung bình cho các hành vi này thường là 200.000 đồng. Thời gian qua, dư luận rất bất xúc trước tình trạng hàng loạt vụ sàm sỡ, quấy rối tình dục, nhất là trong thang máy chung cư liên tiếp xảy ra. Tuy nhiên, mức phạt đối với hành vi này theo Nghị định 167/2013 lại rất thấp, chỉ 200.000 đồng, không đủ sức răn đe. Diễn biến thị trường vàng thế giới trong nước ngày 28 tháng 5 hoàn toàn trái ngược. Cụ thể, giá vàng thế giới bất ngờ đảo chiều đi xuống.
So với đầu phiên ngày 27 tháng 5, giá vàng thế giới giảm 10 USD trên một ounce, dao động ở mức 1.890 USD trên một ounce, tương đương giảm khoảng 280.000 đồng trên một lượng. Quy đổi theo tỷ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương khoảng 52,7 triệu đồng trên một lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC lại được các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt điều chỉnh, tăng từ 50.000 đồng đến 120.000 đồng trên một lượng so với giá đóng cửa chiều qua. Giá mua bán phổ biến ở mức 56,2 cho đến 56,6 triệu đồng trên một lượng. Còn trên thị trường chứng khoán tiếp tục đi lên. Chốt phiên cuối tuần, chỉ số VN Index tăng 16,89 điểm, tức 1,3%, lên 1.320,46 điểm. HNX Index tăng 1,97% lên 310,46 điểm. Upcom Index tăng 2,42% lên 86,11 điểm. Dòng tiền lan tỏa hầu hết các nhóm cổ phiếu. Trong đó, nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng tiếp tục bứt phá mạnh mẽ với 100% cổ phiếu giao dịch trên 3 sàn là HNX, HSX và Upcom đều tăng giá. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng hấp dẫn xin gửi về cho chương trình theo địa chỉ nonghomnay@phapluattp.vn. Phần tiếp theo mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục nhận định. Kính thưa quý vị, dư luận hiện nay vẫn xôn xao vụ nghệ sĩ Hoài Linh và số tiền kêu gọi quyên góp thiện nguyện dành cho đồng bào miền Trung chịu thiên tai lũ lụt lên đến khoảng 14 tỷ đồng. Đáng chú ý trong vụ này, bên cạnh các tranh cãi đúng sai trong hành xử của nghệ sĩ Hoài Linh, dư luận cũng quan tâm câu chuyện thông tin sao kê ngân hàng của nghệ sĩ Hoài Linh bị người khác làm lộ. Tối ngày 24 tháng 5, trên một diễn đàn về công nghệ, một tài khoản đã đăng tải hình ảnh sao kê giao dịch tiền gửi vào và chuyển đi tại tài khoản của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, được cho là của nghệ sĩ Hoài Linh, tên đầy đủ là Võ Nguyễn Hoài Linh. Sao kê tài khoản đăng lên mạng xã hội được cho là do nhân viên của MB đăng tải. Bài viết trên diễn đàn hiện đã bị xóa. Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo ngân hàng MB cho biết, chúng tôi đã ghi nhận sự việc này và đang trong quá trình kiểm tra, xác minh thông tin. Theo luật, các tổ chức tín dụng, thông tin tài khoản, giao dịch chuyển khoản của khách hàng thuộc nhóm thông tin ngân hàng không được cung cấp. Phía MB luôn sẵn sàng chia sẻ, cung cấp thông tin khi được sự đồng ý của khách hàng hoặc các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật, lãnh đạo MB nhấn mạnh. Đồng thời, lãnh đạo ngân hàng này cũng khẳng định MB cam kết luôn tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật và sẽ có biện pháp kỷ luật thỏa đáng với những cán bộ nhân viên nếu có những hành vi không tuân theo quy định của pháp luật và quy định của MB, không tuân thủ đạo đức nghề nghiệp gây ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng. Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ việc nghệ sĩ Hoài Linh, nhiều bạn đọc đã gửi câu hỏi về cho chương trình theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn với nội dung người phát tán thông tin sao kê của nghệ sĩ Hoài Linh có vi phạm pháp luật hay không và nếu có thì sẽ bị xử lý như thế nào. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay luật sư Nguyễn Đức Thắng Ý thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi rõ hơn về vấn đề này. Xin chào luật sư, cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Chào chị. Thưa luật sư, pháp luật quy định như thế nào về những cá nhân mở tài khoản ngân hàng như nghệ sĩ Hoài Linh và cụ thể là thông tin sao kê tài khoản ngân hàng của họ? Theo quy định tại Nghị định 117 năm 2018, Thông tư số 23 năm 2014, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định thông tin tài khoản của cá nhân chỉ được cung cấp trong trường hợp có sự đồng ý của cá nhân đó hoặc người đại diện hợp pháp của họ, hoặc chỉ được cung cấp theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Yeah. Như vậy, mọi hành vi cung cấp, phát tán thông tin tài khoản, sao kê tài khoản của cá nhân, tổ chức mở tài khoản tại ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác thì được xem là hành vi vi phạm quy định của pháp luật. Yeah. Thưa luật sư, trường hợp thông tin sao kê tài khoản ngân hàng bị đánh cắp và phát tán lên mạng xã hội như là trường hợp của nghệ sĩ Hoài Linh thì trách nhiệm của ngân hàng là gì? Và cá nhân tự ý phát tán thông tin lên mạng xã hội khi chưa có sự đồng ý của chủ tài khoản thì phải chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào ạ? Như đã phân tích nêu trên thì cái hành vi của nhân viên ngân hàng MB làm tiết lộ thông tin về cái tài khoản sao kê của ngân hàng, tiết lộ về cái lịch sử giao dịch của nghệ sĩ gài Hài Hoài Linh thì hành vi này là hành vi vi phạm pháp luật quy định về bảo mật thông tin của khách hàng tại các tổ chức tín dụng.
Tuy nhiên, việc nhân viên của ngân hàng MB tiếp cận được thông tin này là trong cái thời gian làm việc. Do đó trách nhiệm đặt ra ở đây là ngân hàng là chủ thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước khách hàng của mình về cái việc để lộ thông tin tài khoản ngân hàng ra bên ngoài. Đối với cái hành vi của bạn nhân viên này thì có thể bị điều chỉnh, bị xử lý kỷ luật theo quy định của Bộ Luật Lao động cũng như các cái quy định về nội bộ ngành ngân hàng nói chung cũng như cái quy định của ngân hàng MB nói riêng. Liên quan đến cái hành vi làm lộ sử dụng thông tin của khách hàng của các tổ chức tín dụng thì hành vi này theo quy định tại pháp luật được quy định tại điểm D khoảng 4 điều 47 Nghị định 88 năm 2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Thì hành vi này quy định người nào có hành vi làm lộ thông tin, sử dụng thông tin của khách hàng trái quy định của pháp luật thì hành vi này sẽ bị xử phạt với mức phạt từ 30 đến 40 triệu đồng đối với cá nhân và từ 60 triệu đến 80 triệu đối với tổ chức. Ngoài ra, tùy theo cái mức độ hậu quả của hành vi vi phạm, động cơ, mục đích của người thực hiện hành vi vi phạm thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ trong quá trình điều tra, xác minh thì có thể đối với cái hành vi như tôi vừa phân tích thì có thể xem xét khởi tố đối với cái hành vi này về tội danh là tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015. Và cái hành vi này có cái mức phạt đến 7 năm tù giam. Ngoài ra, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 200 triệu đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng. Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ việc nghệ sĩ Hoài Linh, chuyên mục Nhận định đã có phần bình luận của nhà báo Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh hôm 26 tháng 5 vừa qua. Hy vọng rằng sau chuyên mục ngày hôm nay, quý vị sẽ cẩn trọng hơn trong việc bảo mật thông tin cá nhân của chính mình cũng như tôn trọng quyền riêng tư và thông tin cá nhân của người khác. Tiếp theo đây mời quý vị đến với chuyên mục Sống vui khỏe. Nóng trong người ta uống ngay Dr. Thanh nào cùng chính loại thảo mộc tự nhiên thanh lọc từ mát truyền Dr. Thanh thanh nhiệt tươi mát sống hết mình cùng nhau mang đi khắp mọi nơi tươi mát thanh lọc cơ thể tươi mát mỗi ngày uống cho thanh nhiệt Dr. Thanh chúc nhiều tiền. Thưa quý vị, cao huyết áp là căn bệnh ít có biểu hiện lâm sàng và được ví như kẻ giết người thầm lặng. Tuy nhiên, nhiều người bệnh lại không ý thức được sự nguy hiểm của bệnh, tự ý đi mua thuốc hoặc tự ý bỏ điều trị khiến tình trạng bệnh nặng hơn. Sau đây, bác sĩ Dương Thị Huỳnh Như, khoa Nội tổng hợp bệnh viện quận 11 thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ cho quý vị những sai lầm thường gặp khi điều trị cao huyết áp. Do bệnh tăng huyết áp là nó thường không có triệu chứng nên là người bệnh rất là dễ mắc những sai lầm trong việc điều trị tăng huyết áp. Sai lầm thường gặp nhất là thứ nhất là bệnh nhân cảm thấy huyết áp ổn định và bệnh nhân tự uống thuốc không điều trị nữa. Bệnh nhân tự theo dõi huyết áp, sau khi uống thuốc huyết áp đều đặn thì sau bệnh nhân cứ thấy huyết áp ổn định hoài thì bệnh nhân nói tự cảm giác là mình đã ổn rồi nên bệnh nhân tự uống thuốc. Còn sai lầm thứ hai là người bệnh tự tăng và giảm liều thuốc huyết áp. Sai lầm thứ ba là người bệnh tự lấy cái toa thuốc của người khác để đi uống. Sai lầm thứ tư đó là không có đi tái khám định kỳ mà cứ sử dụng một ca đó mua đi mua lại uống từ năm này qua tháng nọ. Sai lầm thứ năm là bệnh nhân tự ý kết hợp với những thuốc khác. Sai lầm thứ sáu là người dân cứ chủ quan là thuốc huyết áp đó, người bệnh cao huyết áp là chỉ cần uống thuốc huyết áp là ổn nên là không có quan tâm tới cái chuyện mà chế độ sinh hoạt, chế độ ăn, tuân thủ chế độ ăn uống thì nó sẽ không tốt trong việc kiểm soát huyết áp. Quý vị thân mến, chương trình Nóng hôm nay ngày 29 tháng 5 năm 2021 của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh xin được tạm dừng tại đây.
Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được sự tài trợ bởi nhãn hàng trà thanh nhiệt Dr. Thanh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về plo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.